tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì ô tô 360 sẽ gửi đến quý vị và các bạn một cái sản phẩm mà có thể nói là nó đã vắng bóng trên thị trường Việt Nam mình rất là lâu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là từ cái năm 2011, cái thông tư 20 cấm nhập khẩu ô tô tự do thì là những chiếc xe này nó vắng bóng hoàn toàn trên thị trường Việt Nam. Và trước khi cái thông tư này bắt đầu có hiệu lực thì là ở tại thị trường Việt Nam mình nhập về những chiếc xe Toyota Venza như thế này là nó có hai phiên bản, đó chính là một là cái phiên bản 2.7 lít và hai là cái phiên bản 3.5 lít. Và ở phiên bản 2.7 lít thì nó lại có bản full đồ và bản bay đồ. Full tức là đủ đồ và bay là thiếu đồ. Và ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Venza 2.7 lít. Đây là cái phiên bản 2.7 lít là cái phiên bản full đồ. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn chi tiết và sẽ so sánh cho quý vị và các bạn xem bản full đồ nó có những cái gì và bản bay đồ thì nó thiếu những cái gì và giá cả lúc mới ra làm sao và giá cả bây giờ như thế nào. Thì lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem và tôi cũng chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái thông tin. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về của một cái anh đại gia này cực kỳ yêu xe. Vào nhà là trong gara nhà anh có 5 chiếc xe cơ, có đến 5 chiếc xe. Toàn là những chiếc xe đến từ nước Mỹ thôi. Anh rất là yêu những dòng xe Mỹ và sử dụng xe và mang tính chất sưu tập ạ. Và tôi xem qua một chiếc xe này của anh và giao dịch với anh. Chiếc xe này là chiếc xe đầu tiên. Nhưng mà tôi sẽ bảo tôi sẽ lần lượt tôi mua hết cả 5 chiếc xe của anh. Vì là yêu cái tính của anh, thích cái tính của anh. Anh rất là cẩn thận, kỹ tính, giữ gìn xe, nhìn xe cái là tôi biết ngay chủ xe như thế nào. Vì chiếc xe này đi thì ít mà lại giữ gìn, lại rất là cẩn thận cho nên là nó mới lắm ạ. Bên ngoài đã đẹp như thế này rồi, bên trong cực kỳ mới ạ. Lát nữa thì quý vị các bạn sẽ thấy ạ. Mở cửa ra cái là bất ngờ ngay. Lát nữa thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn ạ, chiếc xe này ở Việt Nam mình thì nhìn ở trên đường là không thấy có mấy đâu ạ. Vì rất ít, rất là ít ạ. Tại vì là từ sản xuất ra về Việt Nam mình nhập khẩu từ năm 2009, 2010 đến năm 2011 thì là đã bị cấm rồi. Cho nên nó rất ít. Đấy, cho nên là chiếc xe này nó thuộc là cái dạng là hàng hiếm rồi ạ. Và ở cái phân khúc SUV 5 chỗ thì có thể nói đây là chiếc xe rộng nhất ạ. 7 chỗ thì tôi không nói nhé. Chỉ so sánh về cái dòng SUV và 5 chỗ thì 5 chỗ đây là cái dòng có thể nói là rộng nhất ạ. Sau đây thì tôi sẽ không dài dòng nữa, mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu ngay và luôn về chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn. Vẫn như mọi khi thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất chiếc xe này nó như thế nào đã. Đây, thưa với quý vị và các bạn, đây là cái phần ngoại thất của chiếc xe. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn. Đây là chiếc xe màu vàng da lươn quý vị và các bạn nhé. Ở cái phân khúc Venza này nó có nhiều màu. Ví dụ như màu vàng nó có hai màu này, màu vàng đồng, mọi người hay gọi là vàng đồng ấy, nó màu sẫm hơn thì gọi là vàng đồng. Còn đây là cái màu vàng da lươn, nó vàng nhạt hơn ạ. Nhiều người là thích cái màu này đây ạ, gọi là màu vàng da lươn. Đấy, rất là đẹp. Hôm nay thì tôi quay thì trời nó lại râm, cho nên là nhìn cái màu này nó dưới nó không được đẹp lắm đâu. Chứ nếu như mà dưới ánh nắng to ấy thì là cái màu này nó rất là đẹp. Nhưng thôi, cơ bản là chúng ta phải tìm hiểu về xem nào là chiếc xe này nó có bị đâm đụng hay không, nó có bị va chạm gì hay không, nước sơn còn nguyên bản hay không, còn đẹp hay không. Vâng, mời quý vị và các bạn ạ. Đây ạ, tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem ạ. Cái phần đầu ba đợt sốc này cũng như cái phần đèn xe thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon. Và cái đèn của nó còn rất là sáng ạ. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm đấy ạ. Có cả đèn gầm đầy đủ rồi. Đấy, quý vị các bạn xem nó đẹp hay không, nó như thế nào thì xem ở cái đây là chúng ta cũng có thể biết được luôn đây này. Rất là mới, rất là sáng. Cái mặt ca lăng cũng còn rất là sáng cơ ạ. Đấy. Chủ xe lúc nào cũng đỗ ở trong gara, cho nên là nó rất là mới, rất là sáng đấy ạ. Gara có mái che, nó không bị ố. Chứ còn những cái nhà mà có không có gara, có gara không có mái che là nó hay bị ố lắm. Đấy, rất là đẹp luôn. Nước sơn thì rất là bóng. Rất là mới và rất là bóng ạ. Đằng sau này cũng vậy ạ. Cụm đèn hậu này, cụm đèn hậu cũng rất là mới luôn ạ. Từ logo đến những chữ
đến cụm đèn còn rất là mới và rất là bóng. Và thưa với quý vị và các bạn, đây ở cái phiên bản full nhá, thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem ạ. Đây ạ, gương cũng là sấy rồi này, có cả sấy gương này và khóa thông minh đèn nổ ạ. Ở cái phiên bản này, phiên bản full này thì có cả khóa thông minh nữa nhá. Đây là cái phần khóa thông minh này. Đấy. Bản bay thì không có khóa thông minh, nhưng bản full thì lại có khóa thông minh rồi. Và đây là cái phần cốp điện này. Đấy. Cái bản full nó mới có cốp điện này quý vị và các bạn nhé. Bản bay thì không có cốp điện và không có khóa thông minh như này đâu. Đấy là cái điểm khác nhất, ở khác biệt lớn nhất là cái bản bay và bản full. Nhiều người có thể không biết đâu, và cũng rất nhiều người sành có thể biết rồi. Đấy, đây là cái điều mà phân biệt giữa bản bay và bản full. Đấy là cái việc đầu tiên. Đây cho quý vị và các bạn xem. La răng cũng rất là mới này. La răng rất là mới. Lốp liếc còn rất là dày. Đấy. Quý vị và các bạn thấy có đúng không? Tôi nói có đúng không ạ? Chủ xe đi thì ít mà lại giữ gìn, rất là đẹp, cho nên là cái phần ngoại thất nó rất là đẹp ạ. Phải nói là ví dụ như đây ạ, phải nói là dí sát vào mắt vào mới nhìn thấy được những cái vết xước này nhé. Và tôi đảm bảo với quý vị và các bạn là chiếc xe này là chúng tôi về chúng tôi không phải sơn đâu ạ. Không có sơn, không dọn dẹp gì đâu. Chủ xe đi rất là cẩn thận, giữ gìn ạ. Phải là tinh mắt thì mới thấy được những cái vết xước rất là nhỏ. Từ la răng cũng rất là đẹp, sức sát không đáng kể. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp rồi. Hai cửa nóc trước và cửa nóc sau đều có luôn đấy. Ngoại thất thì đã đẹp tuyệt vời như vậy rồi, thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu về cái phần nội thất xem nó như thế nào đây ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn ạ. Đây bây giờ tôi sẽ mở cái cửa lái này ra. Như quý vị và các bạn đừng bất ngờ quá nhé, vì chiếc xe này nó đẹp lắm đấy ạ. Đấy, mở ra thấy nó mới quá lại bảo sao chiếc xe này nó mới như thế này đấy ạ. Nó không khác gì cái xe mới ạ. Đấy, quý vị các bạn thấy có bất ngờ không? Chính chúng tôi đi xem xe, đi mua xe mà còn cảm thấy nó bất ngờ đấy ạ. Đấy, đây là cái phần táp bi cửa trước bên lái nhé. Quý vị các bạn thấy ạ. Riêng chiếc xe này thì tôi cam kết cho quý vị các bạn, thứ nhất là không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Keo chỉ này, không mất một keo chỉ, phân keo chỉ nào nhé. Còn nguyên bản hết này, từ keo chỉ còn nguyên bản. Và cái phần nhựa táp bi, quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ. Cái phần nhựa của táp bi nó rất là mới. Phần cái táp bi này thì Toyota đã thiết kế cho chiếc Venza này là cực kỳ là đẹp. Đây là cái phần nhựa trước này. Và đây là cái phần da này. Đấy, phần dưới này da, phần nhựa trước này. Kết hợp với lại ốp vân gỗ. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn ạ. Sang trọng, vừa đẹp vừa sang trọng nữa. Mà lại sáng ạ. Màu kem rất sáng, rất là đẹp. Và cơ bản là cái màu này phải giữ gìn thì nó mới đẹp được quý vị các bạn nhé. Màu kem này nó cực bẩn, chỉ xước một chút thôi, bẩn một chút thôi là nó lộ ngay. Phải giữ gìn sạch sẽ đẹp đẽ thì nó mới được đẹp và được mới như thế này. Và cái phần nữa, và cái phần đặc biệt quan trọng đây ạ, nó để chứng minh được nó là cái bản full hay là bản bay thì đây ạ. Bản full nó mới có loa JBL quý vị các bạn nhé, loa JBL 13 loa. Đấy, bản bay thì lại không có loa JBL này đâu. Bản full nó mới có loa JBL ạ. Đấy, và đây cái phần nhựa thì quý vị bạn thấy luôn đấy, nó mới đều luôn từ táp bi cho đến tất cả các thứ ở trong cái này. Và tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem lần lượt từ những cái gì mà nó có, bản full nó có mà bản bay không có. Đây bản full thì vô lăng khâu ra này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, điện thoại này, đấy, kết nối điện thoại. Nếu như bản bay là không có cái phần điều khiển ở bên tay phải này nhé. Và cruise control thì bản bay nó cũng có cruise control. Và bản full thì nó lại có cả ghế chỉnh điện này, hai ghế trước chỉnh điện. Thưa với quý vị và bạn, hai ghế trước chỉnh điện và có cả sấy ghế. Đây, cái phần sấy ghế đây ạ. Quý vị và bạn thấy cái phần sấy ghế, bản full nó có cái phần sấy ghế này nhé. Chứ bản bay thì lại không có cái phần sấy ghế này đâu. Đấy. Tôi giới thiệu lần lượt cho quý vị và bạn xem là thấy được cái độ khác nhau giữa bản bay và bản full, và xem chiếc xe nó mới như thế nào thì đây ạ. Mời quý vị và các bạn cùng tôi xem chi tiết đây ạ. Đây là cái tem của nhà sản xuất nhá. Chiếc xe được sản xuất tại Mỹ rồi. Made in USA. Đấy, đây là cái phần sản xuất tại Mỹ nhá. Nguồn gốc xuất xứ đây ạ. Và năm sản xuất đây ạ.
sản xuất cuối năm 2009, tháng 11 năm 2009. Thường là những chiếc xe nhập khẩu thì nó sẽ chậm hơn một chút, tại vì nó xuất xưởng ở bên nước ngoài, sau đó nó phải mất thời gian vận chuyển về Việt Nam, mất 1-2 tháng lênh đênh ở trên biển, sau đó nó mới về đến Việt Nam mình và từ đại lý lại bán cho người dùng. Thì là chiếc xe này là sản xuất cuối năm 2019, nhưng đến tháng 4 nó mới về đến Việt Nam mình và đăng ký lần đầu tại Việt Nam mình là tháng 4 năm 2010. Đấy, tôi vừa báo là xe 2010 nhưng mà thực chất là nó sản xuất năm 2009. Cuối năm 2009 thì là model của 2010 rồi quý vị các bạn nhé. Xe nào cũng vậy, cuối năm 2009 thì là sẽ là model 2010. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên lái và nội thất thì rất là mới luôn. Quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Thứ nhất là keo chỉ đây cũng còn nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào cả. Và đặc biệt thì nội thất thì rất là mới luôn. Đấy, nội thất thì rất là mới. Và đây quý vị các bạn xem này, chủ xe này rất cẩn thận nhé. Chủ xe này bọc cả da ở cái sàn này rồi nhưng vẫn lót sàn thêm bộ sàn 5D. Đấy, bộ sàn 3D. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Và cái điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là ở những chiếc xe SUV 5 chỗ thì có lẽ đây là một chiếc xe rộng nhất. Quý vị các bạn thấy luôn ạ. Chiều rộng nó cũng rất là rộng, chiều dài rất là dài, cho nên là cái phần nội thất của nó rất là rộng. Những người nào mà chân dài ngồi vào đây thì cũng thoải mái này. Tôi thì chân ngắn rồi, không nói làm gì, nhưng mà những người chân dài thì ngồi vào đây cực kỳ thoải mái này. Nó rộng nữa, bên này cũng rất là rộng này. Ngồi vào đây cảm thấy nó rộng mênh mông, chứ nó không như những SUV 5 chỗ khác ạ. Và chính vì nó rộng như vậy cho nên là Toyota phải trang bị cho nó cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này, cộng với cửa nóc phía trước này, và có cả cửa nóc cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, đây chính là cái cửa nóc cho hàng ghế ngồi phía sau luôn. Ngồi vào đây thì cảm giác là rất là thoáng, rất là sáng. Đấy, quý vị các bạn thấy nó hay như ở chỗ nào chưa? Thích ở chỗ nào chưa? Nó rộng luôn ạ. Phải những người nào mà được trải nghiệm đi chiếc xe này rồi thì mới thấy thú vị ạ. Đấy, đẳng cấp của xe Mỹ là đây. Đấy, tôi sẽ bật cái chìa khóa này, cái khóa điện này lên cho quý vị các bạn xem ạ. Là để so sánh cho quý vị và các bạn thấy nó khác biệt nữa. Bản full thì những cái gương này nó là gương chống chói rồi quý vị các bạn nhé. Đây, gương chống chói này, bản full nó có này, đề nổ start top này, bản full mới có này, bản bay không có này, còn những cái thứ khác thì đều có rồi. Và một cái nữa khác biệt nữa là cái bản full nó có màn hình navigation như này, navigation, và cái đầu này thì hình như là đầu 6 đĩa thì phải, CD 6 đĩa, điều hòa tự động. Đấy, chính là cái ưu điểm của cái bản full mà bản bay không có được ạ. Nội thất thì rất là mới ạ. Chiếc xe này thì vì là nó ở Việt Nam mình nó có khác nhau, nó có nhiều bản, chính vì thế cho nên tôi phải giới thiệu kỹ hơn cho quý vị bạn để quý vị bạn phân biệt được rõ biển bản bay và bản full. Chứ tôi mua bán xe cũ thì phần lớn là tôi chỉ giới thiệu về chất lượng là chính thôi, cho quý vị bạn xem về cái chất lượng của xe thôi. Nhưng những chiếc xe Mỹ này và đặc biệt là chiếc Venza này thì ở Việt Nam mình nó không có nhiều đâu, cho nên là nhiều người không biết. Cũng có người nắm rất rõ về option của chiếc xe này nhưng mà phần lớn là không biết đâu ạ. Ngày xưa tôi làm xe mới cho nên là tôi mới nắm được cái option, tôi gọi là thuộc option như vậy ạ. Chứ còn nếu như không làm thì không biết được đâu ạ. Đấy, đấy chính là cái phần nội thất của chiếc xe. Tôi tắt cái AC đi đã. Tắt AC đi, tắt điện đi để cho tí nó đỡ hết ắc quy, không lại hết ắc quy. Tôi quay cho quý vị bạn xem về cái phần cốp nhé. Đây là cái phần cốp này. Cốp điện đây, tôi mở cho quý vị bạn xem. Đấy, chính là cái phần này, cốp điện. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Nó đẹp đều xe luôn nhé quý vị bạn nhé. Nếu như xem vào một chỗ nào mà đẹp thì là bảo làm lại, chứ nó đẹp đều luôn. Tất cả những cái phần nhựa này, chỗ nào cũng đẹp đều, răng nhựa này, ốc ác keo chỉ các thứ còn nguyên bản hết ạ. Rất là đều xe. Đấy, quý vị bạn thấy nó đẹp không ạ? Cửa nóc, hai cửa nóc này nhìn rất là thoáng nhé. Đấy,
mắt tuyệt vời cho một chiếc xe SUV 5 chỗ. Mà giá thành thì bây giờ chỉ có mấy trăm triệu thôi. Nếu như chiếc xe này mà mua mới thì phải gần 2 tỷ đấy. Chủ xe này giữ gìn hết tất cả luôn. Giữ gìn từ những cái tấm chắn đồ này, tấm chắn cốp này cũng còn rất là mới luôn nhé. Quý vị và các bạn thấy chưa? Nó tìm ở trên thị trường bây giờ mà chiếc xe mà đẹp như thế này thì tôi nghĩ là hơi hiếm đấy. Gọi là mò kim đáy biển đấy. Đây, nếu như cái phần cốp này mà sử dụng không cẩn thận hoặc là chở đồ nhiều thì nó sẽ xước sát hết rồi. Vì phần lớn là những cái cốp này nhé, nó khác với những chiếc xe khác. Những chiếc xe khác thì ở cái phần cốp này nó là bằng nỉ, nhưng chiếc xe Venza này nó là bằng nhựa hết đây. Quý vị và các bạn thấy nhựa mà nó là nhựa sần nhé. Sơn đi biết ngay, nếu xước và sơn vào biết ngay. Còn lại là nó nguyên bản thì không sơn thì nhìn thấy luôn, chứ còn nếu sơn biết luôn nhé. Và cái tấm thảm lót cốp này này, thảm lót cốp chủ xe còn giữ lại được cơ. Nhiều người là cái lót cốp này nát hết rồi, vứt đi rồi, nhưng mà cái này thì còn nguyên. Đấy, phần nhựa này tôi cứ mở từ từ ra cho quý vị và các bạn này cùng xem để thấy được là nó còn đẹp như thế nào luôn nhé. Rất là mới phải không quý vị và các bạn? Hiếm có, khó tìm mới có chiếc xe được đẹp mà lại đều như thế này đấy. Tôi cho quý vị bạn xem về cái phần lốp sơ cua này. Lốp sơ cua cũng rất là mới luôn. Đấy, toàn bộ là cái ngăn này này, nhìn nó rất là mới ấy. Mới đều xe đấy. Mới rất là đều xe. Và cái cốp điện thì nó có cả nút bấm ở bên trên, gần ngay ghế lái đấy. À, cái tay gần ngay trên chỗ vô lăng đấy. Có thể bấm đóng mở cốp bằng đấy, cho dành cho người lái xe có thể bấm mở được. Và trên chìa khóa. Và thứ hai nữa là ở cốp đấy, chúng ta có thể bấm trực tiếp đóng cốp này. Đấy, chúng ta có thể đóng cốp trực tiếp. Rất là tuyệt vời. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau này cho quý vị và các bạn này cùng xem. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Phải nói là hiếm có, khó tìm mới có được chiếc xe mà nó còn mới, còn đẹp như thế này đấy. Rất là đẹp. Nội thất quá tuyệt vời luôn. Mới đều xe luôn đấy, không dấu vết gì cả. Và đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ, keo chỉ cũng còn zin, keo chỉ còn zin luôn ạ, và rất mới luôn. Đấy, và cái ghế bên phụ này cũng được trang bị là ghế điện quý vị và các bạn nhé. Ghế phụ cũng là ghế điện rồi này, bậc cửa này rất là đẹp, chưa có xước sát gì cả. Ốc bản lề này, tất cả các thứ còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời cho một chiếc xe. Đây là cái phần cốp này, rất là đẹp. Và chiếc xe này ở cái phần gọi là yên ngựa đây nhá, thì nó có thêm hai cốp này, bậc tì tay này, đẩy lên đẩy lại, đẩy lên đẩy lại để giúp cho người lái xe có thể tì, lái xe đi mà tì cốp vào cái tay này rất là thích ạ. Và mở lên thì nó lại là cái cốp rất là rộng ạ, để được rất là nhiều đồ ở trong này nhá. Đấy, và đây cũng là một cái cốp này, nhìn nó được thiết kế bởi nhựa và ốp vân gỗ như thế này thôi, nhưng mà bên trong này lại là một cái cốp này. Nếu chúng ta mở ra, nhiều người không biết cái cốp này nhá, kéo xuống nó là một cái cốp này, để được rất là nhiều đồ. Và chúng ta có thể kết nối với cái điện thoại đây, là chúng ta có thể nghe nhạc các thứ qua cái điện thoại, hoặc cắm USB ở đây hết ạ. Ổ điện đều có hết. Phải nói là Venza, Toyota đã thiết kế cho chiếc Venza này từ 2010 mà đến bây giờ các mẫu mã rồi option các thứ cũng không thể chê vào đâu được. Cái phần ngoại thất nó đẹp như vậy và cái phần nội thất nó cũng đẹp như thế, thì chắc hẳn quý vị và các bạn đang quan tâm đến về cái phần máy móc xem nó như thế nào. Thì sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo đã này. Xem ốc cabo đã chuẩn chưa này. Keo chỉ còn zin không này. Đấy. Ốc cabo này. Keo chỉ còn zin không này. Đấy. Đây là cái ốc cabo nhá, còn nguyên, còn zin hết ạ. Và đến những cái ốc giảm sóc này, cho đến những cái ốc tai, rồi đến những cái ốc xương đầu xe,
Đấy. Nó còn nguyên bản như thế này. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Và ốc này, đây là cái ốc chân máy này. Cho đến tất cả những cái ốc ở trong cái khoang máy này còn nguyên bản hết ạ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Ốc chân máy này, tất cả các ốc nguyên mặt máy này, tất cả còn nguyên bản hết. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị đâm đụng này, không bị ngập nước này, máy móc còn nguyên bản này. Và khác với cái phiên bản 3.5 thì chiếc xe này phiên bản là 2.7. Toyota đã trang bị cho chiếc Venza 2.7 này là một cái khối động cơ thông minh, động cơ đua VVTi, tức là nạp xả thông minh, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy là cái khối động cơ mà Toyota đã trang bị cho chiếc Venza 2010 này đấy ạ. Nó khác với phiên bản 3.5 thì là động cơ 3.5, phiên bản 2.7 là động cơ 2.7 lít. Quý vị và bạn có thể yên tâm về cái động cơ này vì chúng tôi đã cam kết về cái động cơ này rồi, không ngập nước, không làm lại máy, máy móc nguyên bản hết ạ. Điều này là chúng tôi chắc chắn cam kết cho quý vị và các bạn luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, như chiếc xe này thì ở thị trường Việt Nam mình là đến năm 2011 là hết rồi. Cuối năm 2011 là hết chiếc xe Toyota Venza này rồi. Và ở cái thời điểm năm 2010 thì như chiếc xe này là có giá bán dao động mà hơn 80.000 đô. Đấy. Và từ bản bay đến bản full nó chênh nhau khoảng 10 đến 20.000 đô tùy từng thời điểm. Và nếu như ở cái thời điểm mua xe mới thì chiếc xe 2.7 này và một cái xe 3.5 có giá chênh nhau rất là nhiều. 2.7 và 3.5 thì chênh nhau rất là nhiều. Nhưng bây giờ xe cũ rồi thì chênh nhau không đáng bao nhiêu nữa, xem nhau thôi. Và cái thời điểm đó nếu như bỏ tiền ra mua chiếc xe Toyota Venza này hơn 80.000 đô thì nó rơi vào khoảng 1 tỷ 8 tiền Việt. Nhưng bây giờ sau 10 năm sử dụng rồi, chất lượng thì còn rất là đẹp như vậy, nhưng giá thành thì rất là rẻ. Giá thành thì không bằng một cái số lẻ của lúc mua xe mới ạ. Giá không bằng cái lẻ luôn ạ. Và cụ thể là chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 750 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi bán chiếc xe Toyota Venza 2.7 2010 này với giá là 750 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Venza 2.7 2010 này thì mời quý vị và các bạn hãy nhấc máy gọi cho tôi theo số hotline là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.